Thuyền trưởng bố Cún. Heo Sữa và các bạn của cô bé đang chơi ở nhà của bố Cún. Tớ là thuyền trưởng, đi thẳng thuyền ra biển thôi. Chúng ta là cướp biển, hãy sợ hãi cho chúng ta đi. Tiến đưa thư kìa. Đó là bác đưa thư ngựa vằn. Xin chào, Cún mẹ, có thư đưa cho chị đây. Cảm ơn anh ngựa vằn. Tạm biệt nhé. Bức thư được gửi từ ai vậy mẹ? Đây là thư của thuyền trưởng Cún. Bố! Bố đã kết thúc chuyến tàu vòng quanh thế giới và đang trên đường trở về nhà. Thật là hồi hộp quá. Mẹ đang tự hỏi không biết bao giờ ông ấy sẽ trở về. Ồ, xin chào anh ngựa vằn. Xin chào thuyền trưởng Cún. Xin chào. Bố! Cún con. Bố! Cún con. Bố! Thuyền trưởng Cún đã trở về từ biển cả. Thuyền trưởng của em. Cún mẹ, tình yêu của anh. Bố sẽ ở nhà bao lâu ạ? À? Mãi mãi. Bố quyết định sẽ kết thúc chuyến đi của mình. Bố đã đi vòng quanh thế giới và tạo ra vận mệnh của mình. Và lại đánh mất nó. Và lại tạo ra nó. Bố rất thích những chuyến đi, nhưng có một vài thứ bố thực sự nhớ khi bố đi xa. Gì vậy bố? Tất nhiên là những người thân yêu của bố rồi. Vậy nên bố sẽ treo mũ thuyền trưởng của mình lên để bác kể cho mọi người nghe về tất cả chuyến đi của mình. Bác đã rời đi từ ngày này sang năm khác, lái tàu đi vòng quanh thế giới. Đi xung quanh ạ? À? Đúng thế. Bố đã làm gì khi ở dưới đáy trái đất? Bố có bị ngã xuống không? Không, bố cầm chắc tay lái. Wow, thật là mạo hiểm. Đúng thế, và bác đã mang quà về cho mọi người. Ồ, có quà. Đây là một cái trống ở một khu rừng già xa xôi dành cho Cún con. Con cảm ơn bố. Sỏi lắm, Cún con. Con có thể đánh nó to hơn cơ. Có lẽ con đánh trống thế là đủ rồi. Và hãy dành cho tất cả các bạn của con và vỏ ốc từ những cả hòn đảo không người. Nếu các cháu giữ nó bên tai, các cháu có thể nghe thấy tiếng của biển cả. Vâng, cháu có thể nghe thấy tiếng biển ngay bên cạnh. Và dành cho Cún mẹ một chiếc giường kho báu. Ồ, thật đáng yêu làm sao. Nó sẽ rất hữu ích. À, thật là tuyệt khi được về nhà. Buổi sáng, thuyền trưởng Cún dậy rất sớm. Bố ơi, bố đang làm gì thế? Bố đang xem hướng gió, Cún con ạ. Tại sao ạ? Thủy thủ luôn kiểm tra hướng gió trước khi căng buồm. Nhưng bố không còn là thủy thủ nữa mà. Ồ, đúng rồi. Bố đã nói thế, đúng không nào? Bố có nhớ biển không ạ? Không, không, bố không nhớ biển. Nhưng bố nhớ thuyền của mình. Con có một chiếc thuyền, Cún ông đã làm cho con. Ồ, chiếc thuyền này giống y như đúc chiếc thuyền của bố. Bố có thể giúp con lái nó. Nghe có vẻ vui nhỉ. Heo Sữa vào các bạn của cô bé đang ở hồ của vịt. Ồ, xin chào những thuyền viên. Các thuyền khác đang ở trên mặt nước hết ư? Vâng ạ. Tuyệt vời, Cún con. Thuyền của chúng ta cần một thuyền trưởng. Nó không thể tự lái được. Bố có thể là thuyền trưởng của con được không? Rất sẵn lòng nếu con là thuyền viên đầu tiên của bố. Vâng ạ. Ra khơi thôi. Vâng, thuyền trưởng. Gió hướng Tây Nam. Biển yên ạ. Chuyến phiêu lưu cuối cùng của bố là lái thuyền vòng quanh thế giới. Và chuyến phiêu lưu tiếp theo là lái quanh cái ao làng. Thuyền trưởng Cún rất thích lái thuyền vòng quanh ao làng. Tất cả mọi người đều thích lái thuyền vòng quanh ao làng.